Thưa quý vị, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tình hình thu ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2021 vẫn đạt kết quả khả quan khi tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 60.690 tỷ đồng, đạt 125,6% dự toán pháp lệnh. Ngành thuế Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai giải pháp gì để đạt được kết quả này và sẽ làm gì để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022? Liên quan đến nội dung này, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Nam Bình, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, trong bối cảnh dịch Covid gây nhiều khó khăn, tuy nhiên là tổng thu ngân sách nhà nước trong năm 2021 của địa phương đã đạt và vượt dự toán pháp lệnh. Vậy mức đạt và vượt này thì nó như thế nào và đâu là nguyên nhân của kết quả đạt được này? Trong năm 2021 thì diễn biến dịch Covid rất là phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái đời sống của nhân dân cũng như là các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. Số thu mà chúng tôi theo dõi ở các tháng mà trong thời gian giãn cách thì số thu ngân sách là sụt giảm rất là lớn, từ 50 cho đến 60% so với mức bình thường. Đối với các cái khó khăn của doanh nghiệp thì cơ quan thuế thì chúng tôi cũng quán triệt cái tinh thần vừa chống dịch hiệu quả và vừa phải phát triển kinh tế theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thì qua đó thì Quốc hội và Chính phủ cũng đã ban hành rất là nhiều cái chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp vượt qua được những cái khó khăn do dịch bệnh. Ở Cục Thuế chúng tôi cũng đã kiện toàn các cái ban chỉ đạo phòng chống thất thu ngân sách để mà làm sao đó huy động một cách hiệu quả và triển khai một cách đầy đủ nhất các cái chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đến cho người dân và doanh nghiệp một cách đầy đủ nhất và kịp thời nhất. Nhờ đó các cái doanh nghiệp khôi phục lại cái sản xuất, hoạt động sản xuất kinh doanh thì cũng đã góp phần vào cho cái việc thực hiện số thu ngân sách của tỉnh năm 2021 đạt kết quả là trên 60.000 tỷ và đạt 125% so với dự toán được giao. Thưa ông có thể cho biết là công tác chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ thuế của Chính phủ đối với người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong thời gian qua và tiếp theo như thế nào? Thì ngay khi các cái chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế mà của Quốc hội và Chính phủ được ban hành thì cơ quan thuế, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã triển khai kịp thời, đầy đủ và nhanh nhất đến người dân và doanh nghiệp để người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận ngay, tiếp cận sớm nhất và để thực hiện các cái chính sách mà Đảng và Nhà nước đã ban hành. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các chi cục thuế tại các địa bàn trên địa bàn tỉnh, huyện, thị, thành phố để mà phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, xã trong việc là xác nhận rồi tiếp nhận các cái kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để làm sao đó những các đối tượng được hưởng các chính sách của hỗ trợ của nhà nước thì được tiếp cận một cách nhanh nhất và đầy đủ nhất. Cụ thể thì chúng tôi công tác hỗ trợ theo nghị định số 52 ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Thì tính đến ngày 3 tháng 12, toàn Cục Thuế đã có 3.979 trường hợp đề nghị được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với tổng số tiền thuế được gia hạn là gần 3.000 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ giảm 30% tiền thuê đất phải nộp theo quyết định số 27 của Thủ tướng Chính phủ thì chúng tôi đã tiếp nhận được 223 hồ sơ và đã giải quyết được 205 hồ sơ. Các cái trường hợp còn lại thì chúng tôi đã có cái trả lời và cũng đang tiếp tục giải quyết. Chúng tôi đã miễn giảm đối với cả hộ cá nhân kinh doanh mà phải ngừng nghỉ hoạt động theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để phòng chống dịch Covid. Thì kết quả thực hiện đến nay thì đã có hơn 15.000 hộ kinh doanh đã được cơ quan thuế phê duyệt miễn thuế trong quý 3 và quý 4. Với số thuế được miễn giảm là hơn 26 tỷ đồng. Thì nhờ những cái hiệu quả của các cái chính sách hỗ trợ của
Quốc hội và Chính phủ, thì hộ cá nhân kinh doanh cũng như là doanh nghiệp thì cũng đang dần dần khôi phục lại cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, và qua đó thì cũng đóng góp rất là tích cực cho việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan thuế, nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Xin ông cho biết ngành thuế sẽ tập trung vào các cái giải pháp trọng tâm như thế nào để tiếp tục hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách trong những tháng đầu năm và cả năm 2022. Thì trong năm 2022, chúng tôi đánh giá nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh cũng rất khó khăn và nặng nề trong cái bối cảnh dịch bệnh diễn biến vẫn còn rất là khó lường, và chúng tôi vẫn tiếp tục mục tiêu vừa chống dịch tốt và vừa đảm bảo phát triển, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp tục phát triển, ổn định sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới, bình thường mới. Và các cái giải pháp mà chúng tôi đưa ra thì đưa vào những cái trọng tâm như sau. Cái thứ nhất là triển khai đồng bộ các cái giải pháp về quản lý thuế, trong đó là kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu ngân sách, đặc biệt là các cái nguồn thu của các cái doanh nghiệp trọng điểm, và tập trung vào kiểm tra, thanh tra, chống thất thu thuế, kết hợp với các cái biện pháp để mà thu nợ thuế một cách hiệu quả nhất. Thứ hai là sẽ tổ chức triển khai thực hiện tốt các luật thuế đã được sửa đổi, bổ sung, các nghị định và thông tư hướng dẫn để người nộp thuế có thể thực hiện. Và đặc biệt là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các cái chính sách thuế cũng như là các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước đến với doanh nghiệp và người dân bằng cái phương thức điện tử để vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí. Thứ ba là chúng tôi sẽ đẩy mạnh và nâng cao cái chất lượng của công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Thứ tư là chúng tôi sẽ tiếp tục cải cách, hiện đại hóa ngành thuế. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng tiếp tục là tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức thực thi công vụ. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, năm 2022, Cục Thuế tỉnh được giao chỉ tiêu thu hơn 50.805 tỷ đồng. Tuy chỉ tiêu này giảm mạnh so với năm nay, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, đồng thời nhiều chính sách giảm thuế có hiệu lực, thì để đạt được chỉ tiêu trên cũng không hề đơn giản. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu trên giao, Cục Thuế tỉnh sẽ quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên hàng đầu cho việc cải cách thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp để tạo nguồn thu bền vững.